Môn karate. Với trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia. Hai vận động viên của Thái Lan và Malaysia đang vờn nhau. Vận động viên của Thái Lan là vận động viên đầu bạc, trong khi đó vận động viên của Malaysia thì không khác gì một người Ấn Độ cả. Một trận đấu giữa đen và trắng. Đây là những trận đấu thuộc nội dung kumite của karate, tức là nội dung thi đấu đối kháng. Ở trong nội dung này, ngày hôm qua thì đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta cũng đã giành được những tấm huy chương vàng đầu tiên ở những nội dung đồng đội. Chính xác là ở nội dung kata, đồng đội nam và đồng đội nữ. Luồng livestream của chúng tôi đang được tường thuật trực tiếp trên fanpage On Sport, trên Facebook cũng như là ở ứng dụng On Plus thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Và các bạn hãy đồng hành cùng với chúng tôi, đồng hành cùng với mình để cùng theo dõi SEA Games trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay, ngày mùng 7 tháng 5. Chúng ta sẽ cùng chờ đón những tin vui tiếp theo của đoàn thể thao Việt Nam. Từ xa là tôi đã nhìn thấy một đại diện của Việt Nam đang chuẩn bị chờ vào đánh rồi đấy. Trong ngày hôm nay thì bên cạnh karate thì chúng ta cũng sẽ thi đấu rất nhiều những nội dung khác có thể kể tới, như là bóng rổ này, bóng chuyền hôm nay thì bán kết. Bóng chuyền hôm nay thì bán kết Việt Nam gặp Indonesia, một trận đấu cũng thực sự rất là hấp dẫn. Mặc dù nhiều khả năng là chúng ta không thắng được đâu, bởi vì Indonesia thì họ rất mạnh. Nhưng đó cũng là một nội dung rất là hay. Ngoài ra chúng ta còn có cả bi sắt nữa. Đấy, bi sắt thì quá là hay rồi, quá là hấp dẫn rồi, không cần phải nói nhiều. Hiện tại thì ở những hình ảnh chúng ta được theo dõi thì vận động viên Mù Thông của Thái Lan đang dẫn trước. Chính xác là bị đối thủ dẫn trước. Bị San Kha của Malaysia dẫn trước với tỷ số 0-4. Nhìn thôi thì chúng ta đã thấy San Kha của Malaysia có vẻ chiến hơn rồi. Vừa rồi là tình huống mà Mu Thông cho rằng anh đã ghi điểm. Anh tiếp tục ghi điểm. 2-4. Ai chả anh tiếp tục ghi điểm nữa. À không, không ghi điểm rồi. Có vẻ như vừa rồi là một tình huống mà cú đấm ăn xôi của Mu Thông. Những liên tiếp vừa rồi thì tay đấm của Thái Lan đã ghi được cho mình 2 điểm. Đó thực sự là những tín hiệu rất tích cực và khả quan. Cách biệt bây giờ chỉ còn là 2 điểm thôi. Chúng ta vừa được theo dõi lại những cú ra đòn rất hay của Mu Thông. Quý vị và các bạn đang được theo dõi những diễn biến của SEA Games 32.
trực tiếp trên các nền tảng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Đó là fanpage, là ứng dụng, cũng như là các kênh YouTube. Hai vận động viên đang liên tục ra đòn. Có vẻ như đây là khoảng thời gian để cả hai vận động viên của chúng ta tăng tốc. Hoài Tâm Nguyễn nhìn gái Tây hấp dẫn quá. Công nhận nhìn những vận động viên thi đấu môn bơi vừa nãy là những cái gì đấy thực sự hấp dẫn hơn rất nhiều so với những gì mà tôi đang được chứng kiến. Vậy là San Kha của Malaysia đã ghi được thêm một điểm nữa và tạm dẫn trước với tỷ số là 5-2. Bây giờ thì đại diện của Việt Nam sẽ bước vào tranh tài. Đây sẽ là cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thêm được những chiến thắng và những tấm huy chương trong ngày thi đấu hôm nay. Các bạn chờ một chút nhé để mình check xem là vận động viên của chúng ta chuẩn bị thi đấu là ai. Cả hai vận động viên đã bắt đầu chào hỏi nhau rồi và chuẩn bị bước vào tranh tài. Trận đấu bắt đầu rồi. Đây là Chu Văn Đức. Chu Văn Đức của Việt Nam sẽ đấu với Buna Somphone, vận động viên của Lào. Tôi không biết đọc là Chu Văn Đức thì có đúng không, nhưng mà có lẽ là đúng. Một gương mặt còn rất trẻ. Đây là nội dung 60kg của nam. Và đúng là Chu Văn Đức của chúng ta đang thi đấu vòng loại. Buna Somphone, một cái tên nghe thôi đã thấy nặng ký rồi. Anh đến từ Lào và chưa có thành tích gì nổi bật với nội dung Kumite này cả. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên cạnh Chu Văn Đức thì chúng ta cũng sẽ còn những cái tên thực sự rất đáng để chờ đợi. Đó là Hoàng Thị Mỹ Tâm, vận động viên trẻ đã từng giành tới 3 tấm huy chương vàng vô địch châu Á. Cô sẽ ra quân ở hạng cân 55kg. Chúng ta có Nguyễn Thị Ngoan, người cũng đã từng giành rất nhiều những tấm huy chương khác nhau ở quốc gia cũng như là trên đấu trường châu lục. Cô sẽ xuất trận ở hạng cân 61kg. Và chúng ta có cả Đỗ Thanh Nhân, đương kim huy chương vàng SEA Games ở nội dung 84kg nữa. Rất nhiều những vận động viên của Việt Nam sẽ xuất trận trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn khán giả hiện đang theo dõi luồng livestream này. Và hãy để lại những comment cũng như là những tương tác để chúng ta cùng theo dõi các nội dung thi đấu của SEA Games một cách thoải mái và vui vẻ nhất. Chúng ta có thể vừa cùng nhau theo dõi những nội dung thi đấu này, vừa cùng trò chuyện với nhau về các chủ đề khác nhau như là nói chuyện về bóng đá này, về U22 Việt Nam này,
về các nội dung mà được nhiều người biết hơn như là bóng chuyền này. Mới chỉ ít phút trôi qua thôi nhưng mà Chu Văn Đức của chúng ta đã dẫn trước đối thủ người Lào tới 6-1 rồi. Một kết quả phải nói là rất an toàn. Xin chào Trần Khánh Duy. Xin chào Nguyễn Thị Tâm và xin chào hơn 100 bạn khán giả đang theo dõi qua luồng livestream trên Facebook. Hơn 600 bạn khán giả đang theo dõi luồng livestream trên YouTube và hơn 1.000 bạn khán giả đang theo dõi kênh tương tác của chúng tôi đang phát sóng trên ứng dụng OnPlus. Đây là những con số thực sự rất là hấp dẫn, bởi vì chúng ta đều biết với SEA Games thì có rất nhiều những đơn vị khác sở hữu bản quyền, sở hữu hình ảnh phát sóng trực tiếp cũng như là sở hữu các luồng tín hiệu của các nội dung thi đấu khác nhau. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta sẽ cùng đến với nhau thông qua những môn thi đấu có thể là không nhiều người biết tới ở SEA Games năm nay. Tuy nhiên nó cũng là những nội dung chắc chắn là rất là hấp dẫn và thú vị. Và ít nhất là với các kỳ đại hội thể thao khu vực như thế này thì việc được theo dõi các môn thi đấu mà có khi cả năm trời chúng ta đều không theo dõi, chúng ta đều không biết thì đó cũng có thể xem là một điều thú vị. Như vậy là Chu Văn Đức đã giành chiến thắng với tỷ số 9-1, một tỷ số áp đảo. Áp đảo quần hùng đến từ Chu Văn Đức ở nội dung 60kg kumite. Có thể thấy niềm vui của các vận động viên, những người đang cổ vũ cho Chu Văn Đức. Chúng tôi đã nhìn thấy những luồng tương tác từ các bạn khán giả ở trong khu vực Đông Nam Á. Xin chào Moon Nabin, xin chào Saksit Jakarta và Kiwi Studio. Các bạn để lại những dòng tương tác mà thực sự tôi cũng không hiểu các bạn viết gì cả. Tuy nhiên chắc chắn là các bạn cũng đều đang ủng hộ cho nước quốc gia của mình. Chúng ta nhìn thấy Malaysia go go go, Thái Lan cũng như là cả Campuchia nữa. Xin chào Ponwat Tonong. Tôi mà có thể chào được bằng 11 thứ tiếng của Đông Nam Á thì tôi cũng chào. Nhưng đáng tiếc là tôi lại không làm được điều đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo của môn karate trong ngày thi đấu hôm nay. Cảm ơn 200 bạn khán giả. 200 bạn khán giả đang theo dõi luồng livestream này thông qua ứng dụng Osport và cả fanpage Osport nữa. Đây là trận đấu giữa Campuchia gặp Indonesia. Lee Kuhap, vận động viên của Campuchia, sẽ đối đầu với đối thủ đến từ Indonesia. Úi dồi ôi, đấm nhau gãy mấy cái răng cửa đến nay thì làm sao mà không giỏi được. Hai vận động viên đang vờn nhau như là mèo vờn chuột vậy, nhưng chúng ta không biết ai là mèo ai là chuột đây. Có lẽ phải sau vài phút thi đấu nữa thì mới biết được. Chúng tôi đã nhìn thấy những người đầu tiên tặng sao và hoa cho luồng livestream này ở trên OnPlus. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn Chi Lê. Cảm ơn Trần Văn Tùng. Hai vận động viên đã bắt đầu bước vào những cú đánh thực sự có tốc độ rồi. Chưa bên nào ghi được điểm cả. Vận động viên của Campuchia
là người đã gãy tới hai cái răng cửa để có thể đứng được ở trên võ đài này ngày hôm nay. Bởi thế gương mặt của anh đang rất quyết tâm. Chúng ta có thể nhìn được thấy sự quyết tâm đó. Mặc dù trông anh có vẻ cũng đang rất là rón rén. Theo phân tích về mặt tâm lý học của tôi thì chưa chắc người bị dồn về phía góc đài đã là người yếu hơn đâu. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Chưa chắc người bị dồn về phía góc đài đã là người yếu hơn đâu. Vừa rồi là tình huống mà vận động viên Lee Koo Hap của Campuchia có vẻ đã ghi được điểm số đầu tiên. Không phải. Chính xác vừa rồi thì là một pha trả đòn. À, vận động viên không có răng cửa đó là Saputra Ari của Indonesia. Thực ra là với môn Kumite của chúng ta thì các vận động viên thì đều sẽ phải có một cái gọi là cái bọc mồm ấy. Cái bọc ở miệng để mà tránh bị thương. Nhưng mà điều này nhiều khi khiến cho các khán giả nhìn vào sẽ tưởng là họ bị gặp vấn đề với răng, với mồm khi mà nó sẽ hơi bị hô ra một tí. Xin chào Bùi Quang Sáng. Người tiếp theo comment trên page on spot của chúng tôi trong luồng tương tác này. Một luồng tương tác đang có rất nhiều bình luận, đang có rất nhiều tương tác. Môn gì trông hề quá. Bạn đang được theo dõi môn chin lon nhá. Tôi thậm chí còn không biết là mình có phát âm đúng môn này hay không nữa. Nhưng đại khái thì nó có thể gọi là cầu mây biểu diễn. Một bộ môn mà các vận động viên sẽ cùng nhau thi triển khả năng giữ quả cầu ở trên không trong khoảng thời gian lâu nhất. Đại khái là mình cũng không biết vì sao đưa môn này vào trong SEA Games đâu, nên là chúng ta cứ theo dõi và tận hưởng thôi. Thậm chí là với luồng livestream chin lon đầy hấp dẫn này ở kênh On Sport Plus thì chúng ta đang có tới hơn 700 khán giả theo dõi. Đều là các bạn khán giả rất nhiệt thành đến từ khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan và Malaysia. Cũng như là cả các bạn khán giả của Campuchia nữa. Cảm ơn tình cảm của tất cả các bạn khán giả mặc dù tôi không hiểu gì cả. Trong khi đó thì với nội dung mà chúng ta đang được theo dõi ở môn Karate Kumite thì vận động viên của Indonesia lúc này đã dẫn trước với tỷ số 6-1 rồi. Một tỷ số phải nói là rất an toàn. Thực tế thì với những trận đấu ở vòng loại như thế này thì những trận đấu có cách biệt về mặt chuyên môn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tỷ số lúc này đã là 9-1 rồi và gần như không có gì để xem trong trận đấu này cả. Trong ngày thi đấu hôm nay thì đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta sẽ thi đấu ở rất nhiều những nội dung khác nhau. Và tất cả những nội dung này thì đều được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên các kênh truyền hình cũng như là các nền tảng ứng dụng của VTV Cup. Mà kể tới thì cực kỳ nhiều, cực kỳ đồ sộ mà tôi cũng không thể nào dám chắc rằng mình có thể kể được hết những luồng phát, những kênh livestream của chúng tôi. Như vậy là trận đấu giữa Saputra và Ari và Lee Koo Hap đã kết thúc. Vận động viên Saputra Ari của Indonesia đã đánh bại đối thủ với tỷ số 6-1 và bước tiếp vào vòng chung kết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo mà hình như tôi lại nhìn thấy một đại diện của Việt Nam rồi.
Chính xác là đại diện của Việt Nam đúng không? Tóc đen da vàng như thế kia, trắng trẻo như thế kia chỉ có thể là đại diện của Việt Nam thôi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem đó là ai. Trong ngày mùng 7 tháng 5 ngày hôm nay thì chúng ta có một nội dung cực kỳ hấp dẫn nha. Đó là trận bán kết môn bóng chuyền nam của SEA Games 32 giữa Việt Nam và Indonesia vào lúc 17 giờ. Các bạn có thể theo dõi trên các kênh sóng truyền hình hoặc trên các luồng live stream của VTV Cup. Như vậy là Chu Văn Đức sẽ gặp Sanka, đối thủ đến từ Malaysia. Hai người thắng cuộc trong hai trận đấu sẽ gặp nhau. Để quyết định xem cái tên nào sẽ lọt vào vòng chung kết. Chu Văn Đức chắc chắn là một gương mặt sinh sau năm 2000, bởi vì các cụ đã hay bảo là mặt trông búng ra sữa như thế này thì không thể nào mà là một vận động viên có kinh nghiệm quá cao được. Tuy nhiên với những gì mà Chu Văn Đức đã thể hiện ở trận đấu trước đó với vận động viên của Lào thì chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng anh sẽ vượt qua một đối thủ mà trông giao diện gần như đáng tuổi chú của mình, đó là Sanka, đại diện của Malaysia. Cảm ơn 300 bạn khán giả đang theo dõi những hình ảnh của karate trên ứng dụng OnPlus của chúng tôi. Và hãy để lại những bình luận để cùng tương tác với nhau nhé. Hiện tại thì thậm chí là chưa có bình luận nào ở trên OnPlus đâu. Có khi tôi phải để lại bình luận đầu tiên thì mọi người mới vào theo dõi được. Trận đấu đã bắt đầu, trận đấu giữa Sanka và Chu Văn Đức của chúng ta. Trong khi đó ở môn Chinlon thì Thái Lan đã vượt qua đối thủ Malaysia với tỷ số rất là khủng khiếp, đó là 274, giành chiến thắng trước số điểm 176. Không biết là tính bằng số chạm bóng hay là tính bằng số giây giữ được bóng lâu trên không hay thế nào đây. Ở bộ môn Chinlon này thì Việt Nam của chúng ta không tham dự nha mọi người. Chúng ta sẽ chỉ tham dự cầu mây ở các nội dung đối kháng thôi. Với đội tuyển nữ cầu mây thì chúng ta sẽ thi đấu ở hai nội dung, đó là 2 đấu 2 và 4 đấu 4. Trong khi đó với các chàng trai của cầu mây Việt Nam thì họ sẽ thi đấu ở nội dung 3 đấu 3. Chúng ta cũng đang được nhìn thấy hình ảnh những nhân viên lau dọn đang dùng chổi để quét lại sàn. Những hình ảnh thực sự rất thú vị. Đúng là chỉ có ở những đại hội thể thao cấp độ khu vực như thế này thì chúng ta mới có thể nhìn thấy hình ảnh dùng chiếu để làm sạch sàn thi đấu mà thôi. Trở lại với hình ảnh của các vận động viên karate của chúng ta, vừa rồi là tình huống Chu Văn Đức đã bị Sanka đánh ngã rồi. Nhưng không biết là có phía nào ghi được điểm trong pha va chạm vừa rồi hay không. Có vẻ là chưa. Tiếp tục là Chu Văn Đức. Các bạn đang được theo dõi những hình ảnh trực tiếp từ môn karate, nội dung kumite 60kg của nam. Vậy cùng để lại những bình luận dành cho Chu Văn Đức trên ứng dụng OnPlus của chúng tôi. Thậm chí là khi để lại bình luận thì các bạn có thể có cơ hội nhận được những phần quà rất hấp dẫn với rất nhiều những sự kiện, event đang được chúng tôi chạy trong chiến dịch SEA Games lần này. Thậm chí nếu may mắn thì còn có thể nhận được những tấm vé để tới theo dõi các môn thi đấu ở Campuchia cơ.
Mặc dù năm nay thì SEA Games Campuchia họ free vé, họ miễn phí tất cả vé. Tuy nhiên nếu như các bạn có thể giành chiến thắng trong những phần chơi, những giải đấu mà chúng tôi tổ chức, cũng như là trở thành một trong những người chăm chỉ bình luận tương tác nhất trên các luồng livestream, trên các kênh sóng của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ gửi không chỉ là vé xem thi đấu mà cả vé để bay sang Campuchia nữa. Tỷ số lúc này đang là 7-0 nghiêng về phía vận động viên của Malaysia. Và Sanka là người đã giành chiến thắng trước Chu Văn Đức của chúng ta. Chính xác là 10-0. Chúng ta đang có 46 khán giả theo dõi luồng livestream này trên fanpage On Sport. Mặc dù lúc này thì đang không có đội bóng nào thi đấu cả. Các bạn đang được theo dõi những hình ảnh đến từ môn Chinlon, một trong những môn thi gọi là cầu mây biểu diễn. Chúng ta sẽ phải chờ ban tổ chức setup cũng như là đến thời gian để thi đấu các trận đấu tiếp theo của bộ môn Chinlon này. Ở trận đấu trước đó mà chúng ta được theo dõi thì Thái Lan đã giành chiến thắng trước Malaysia. Lúc này thì ba nội dung, ba môn thi mà đang có những đại diện của Việt Nam của chúng ta thi đấu, đó là karate, đó là bơi và lát nữa thôi thì sẽ có cả cun Khmer nữa. Ở karate thì chúng ta đang được đến với trận đấu giữa hai võ sĩ của Indonesia và Philippines. Võ sĩ của Indonesia là võ sĩ mặc bộ trang phục màu đỏ. Trong khi đó bên phía Philippines, đó là võ sĩ trông có tướng tá rất Việt Nam, là người đeo đai xanh, gương mặt rất lạnh lùng.
Cảm ơn 100 bạn khán giả đang theo dõi luồng livestream karate của chúng ta ở trên fanpage All Sport. Hello, hello tất cả các bạn. Xin chào Dương Thành Trung. Điều hành trận đấu không sôi nổi, có vẻ nặng nề quá. Xin chào Trung Anh, Trung Anh. Hello anh, hello em. Chúc em một ngày cuối tuần vui vẻ và đồng hành cùng với stream nha. Xin chào Mai Bùi. Mấy điểm rồi vậy át? Chữ trực tiếp che hết rồi 19 phút trước. Chu Văn Đức của chúng ta, đại diện của Việt Nam thì đã để thua đối thủ 0-10 rồi nhá. Thua gọi là thua toàn diện luôn. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào những gương mặt khác. Dương Thành Trung thiết kế màn hình che khuất bảng điểm. Xin chào Nguyễn Tâm, xin chào Nguyễn Văn Tài. Xin được gửi tới lời chào trân trọng nhất với Nguyễn Tâm, Trần Thị Tuyết Ly. Việt Nam cố lên, ok. Hãy cùng ở lại với luồng livestream của chúng ta và theo dõi và chờ đợi đến khi các vận động viên của Việt Nam của chúng ta xuất hiện. Bao dạp. Môn gì mà vô nhún hết giờ luôn. Đấu karate kumite mà ông bảo là vào vô nhún hết giờ thì không hiểu là ông xem võ kiểu gì. Người ta phải từ từ, người ta phải nhử đòn, người ta phải chờ đợi đối thủ mắc sai lầm thì người ta mới ra đòn được chứ. Chứ bây giờ cứ lao vào, cứ sáp vô thế thì đấy gọi là uýnh lộn rồi chứ còn gọi gì là võ thuật nữa. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta vừa thấy một pha ra đòn rất hay của võ sĩ đến từ Indonesia. Đó là cái giá phải trả cho người vội vàng hơn. Võ sĩ của Philippines là người đã lao vào đối thủ trước và sau đó thì đã bị quật ngã. Bây giờ thì Indonesia họ đã khai thông điểm số rồi. Họ đang dẫn trước 2-0. 5-0 rồi. Với cái môn karate và đặc biệt là kumite này này thì cái sự gọi là gì nhỉ? Gọi là độ lạnh của các võ sĩ là cực kỳ quan trọng. Các võ sĩ cần phải có được sự bình tĩnh. Bởi vì một khi mà bị mất điểm trước thì sẽ rất khó để có thể san bằng lại được. Nguyễn Hiền không trực tiếp vô Vietnam ạ. Có trực tiếp vô Vietnam nha bạn. Có trực tiếp vô Vietnam. Nhưng mà lúc này sóng thì đang chưa có. Vô Vietnam của chúng ta vòng chung kết thì cũng 15 giờ mới đánh cơ. Tầm 9 giờ này thì cũng đang đánh mấy trận vòng loại thôi. Thực ra không quá quan trọng. Chiều nay thì mới gọi là khoảng thời gian cần phải theo dõi. Chúng ta hãy cùng để lại những cái bình luận. Và nếu mà tốt hơn nữa thì chia sẻ để cho luồng livestream này đến được với nhiều người hơn. Sau trận đấu này thì hy vọng sẽ là một trận đấu của đại diện Việt Nam. Để cho các bạn khán giả không rời khỏi luồng livestream này. Chứ còn xem mấy trận theo kiểu như thế này thì thực sự là chúng ta cũng không biết ai với ai mà lần. Lát nữa thì chúng ta sẽ còn sự xuất hiện của các vận động viên như là Nguyễn Thị Ngoan, như là Hoàng Thị Mỹ Tâm và cả Đỗ Thanh Nhân nữa. Đều là những gương mặt phải nói là niềm hy vọng giành vàng của karate Việt Nam. Thực ra với cá nhân mình thì nội dung đối kháng trong karate hay còn gọi là kumite thì không phải là một nội dung mà xem thực sự là thích mắt trong võ đâu. Chính ra xem những môn như kiểu là boxing này, xong rồi kickboxing hay là MMA ấy, thì nó ra đòn liên tục và hay hơn. Có Việt Nam đấu không át ơi? Có chứ bạn, có chứ bạn. Xin chào Nguyễn Thành Long. Bây giờ thì các võ sĩ của Việt Nam sẽ xuất trận. Bây giờ thì các võ sĩ của Việt Nam của chúng ta sẽ xuất trận. Chúng ta có sự xuất hiện của Nguyễn Thị Ngoan, của Trần Lê Tấn Đạt và Đỗ Thanh Nhân.
Đấy, bây giờ thì có các võ sĩ Việt Nam rồi. Hãy cùng để lại những comment để gửi lời ủng hộ tới các võ sĩ của chúng ta, tới các vận động viên của chúng ta. In tatami 1, Komite males individual below 84 kg, Aka representing Malaysia. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu của võ sĩ của Việt Nam với đối thủ đến từ Malaysia. Hãy cùng chờ một chút, không biết ông nào để cái camera như thế này mà có cái ghế chắn ở ngay trước mặt. Chính xác thì đây là Đỗ Thanh Nhân, huy chương vàng 84 kg Kumite của SEA Games 31. Còn đây là đối thủ với cái tên rất dễ nhớ, đó là Arif Afibuddin Abmalik Muhammad, đối thủ đến từ Malaysia, chúng ta gọi tắt là Muhammad thôi. Còn đây là Trần Lê Tấn Đạt, à xin lỗi, đó là Đỗ Thanh Nhân. Chúng ta có hai nam vận động viên có ngoại hình tương đối giống nhau nên là đôi khi hơi nhầm một chút. Nguyễn Thành Long, Việt Nam cố lên. Ok, Việt Nam cố lên. Hoàng Minh Quân, xin chào Hoàng Minh Quân. Karate Việt Nam vô đối rồi. KKK, cái này thì cũng chưa chắc đâu, bởi vì chưa đánh thì chưa thể biết được. Nếu như để nói về độ vô đối thì có lẽ là chỉ có Vô Vi Nam thôi, thì chúng ta có thể gọi là tự hào. Chỉ còn với những môn võ Olympic và ASEAN như thế này, như là Karate, thì cũng rất khó để có thể nói trước điều gì trước khi trận đấu chưa diễn ra. Bây giờ là trận đấu của Đỗ Thanh Nhân. Thực ra đây mới chỉ là một trận đấu ở vòng loại thôi, vòng đấu loại thôi, nên là mình không nghĩ rằng Thanh Nhân sẽ gặp khó trong cuộc đấu này. Thanh Nhân và Muhammad, hai đối thủ đang vờn nhau. Những pha ra đòn nhẹ nhàng trước đã. Với cái món này thì một khi bắt đầu lao vào đấm nhau rồi thì sẽ liên hồi. Còn một khi không thì hai đối thủ sẽ thực sự như kiểu là chỉ đứng để cho có vậy thôi, cứ nhún nhún và tình cảm với nhau vậy thôi. Chính ra Thanh Nhân trông đẹp trai chứ nhỉ, trông rất giống các ca sĩ diễn viên trong showbiz, ngoại hình rất đẹp và lý tưởng. Không biết có dùng được mỹ nam kế với vận động viên của Malaysia hay không đây. Tiếp tục đánh, tỷ số vẫn đang là không đều. Hoàng Minh Quân tự tin lên anh em Việt Nam, quánh các môn võ ai chịu nổi ha ha. Trần Hoàng, xin chào Trần Hoàng, Karate Việt Nam Champions. Ok, cảm ơn lời động viên của Trần Hoàng. Nhai con hổ giấy mà lai đi người anh em Hoàng Minh Quân. Không biết nó có phải hổ giấy hay là hổ thật không đây. Nhưng mà chúng ta thì đã có được điểm số đầu tiên rồi. Thực ra riêng về tướng tá ngoại hình là mình đã thấy Đỗ Thanh Nhân vượt trội ở trận đấu này rồi đấy. Vừa cao to hơn, vừa đẹp trai hơn. Võ sĩ Malai, theo như nhân tướng học thì nhìn những bước nhún của võ sĩ Malaysia thì tôi thấy rằng anh ta đang sợ rồi. Đấy, gương mặt đang thất thần, ánh mắt thì ngờ ngạch hốc hác. Tuy nhiên không thể nói trước được điều gì cả, tỷ số thì vẫn đang là một đều. Đông Dương, anh này ở Cần Thơ, đúng vậy. Thanh Nhân là đại diện của gọi là miền Tây sông nước đấy. Mình có từng tiếp xúc với Thanh Nhân rồi, bạn ấy rất là hiền và rất là bẽn lẽn, khác hoàn toàn với hình ảnh, phải nói là vô cùng mạnh mẽ ở trên sàn đấu. Nguyễn Thành Long, cao hơn chân dài hơn đá cao là lợi thế, chính xác rồi. Thế nên là các môn võ mới phải phân theo hạng cân, đúng không bạn? Phân theo hạng cân thì mới phân theo thể hình này, xong rồi tầm vóc được. Chứ bây giờ ví dụ một ông 1m8 nặng 80 kg đấu với một ông 1m6 nặng 60 kg thì làm sao mà cân bằng được, đúng không ạ? Hello Át Nhá, xin chào Nguyễn Tuấn. Xin chào gần 300 bạn khán giả đang theo dõi trận đấu của Đỗ Thanh Nhân. Đỗ Thanh Nhân, niềm hy vọng của Karate Việt Nam với đối thủ Afrip Muhammad Bukalachuk. Trận đấu đang phải tạm dừng đôi chút
để một sự cố gì đó. Ông nào đặt cái camera công nhận thông minh thực sự luôn ạ. Người thì che này, ghế thì chắn này. Trận đấu tiếp tục. Nữ trọng tài đã cho trận đấu được tiếp tục rồi. Các bạn hãy tương tác thật nhiều vào để cho chúng ta có thể có một buổi livestream bình luận với nhau thật sự là vui vẻ và sôi nổi. Và để cho thanh nhân sau trận đấu khi mà xem luồng livestream này thì cũng sẽ cảm thấy vui nếu như giành được chiến thắng và sự ủng hộ từ tất cả các bạn. Bác Cẩm Đoa, khi nào Taekwondo mới đấu nhỉ? Taekwondo thì chưa đấu nha, bạn nha. Xuân Đông, ok, xin chào Xuân Đông. Nguyễn Tuấn, ông anh bình luận vui tính phết, ok, cảm ơn Nguyễn Tuấn. Với những cái môn thi đấu như thế này mà không vui thì không được bạn ạ, chứ không thì xem, các bạn mà bật TV xem những môn thi đấu như thế này thì đúng là ngang tụng kinh niệm Phật, bởi vì là rất khó để có thể có những sự hấp dẫn và sôi nổi trong những môn đấu như thế này. Đấy, nãy giờ hai đối thủ gần như chỉ vờn nhau thôi, bây giờ mới bắt đầu ra đòn nhiều này. Tỷ số đang là 2-2, khó thế có thể tin được là thanh nhân lại gặp nhiều khó khăn trong trận đấu này như vậy. Thanh nhân liên tiếp ra đòn. Điểm số tính cho ai đây? Chỉ còn hơn 50 giây. Điểm số tính cho vận động viên của Malaysia. Chúng ta đang bị gác trước một điểm rồi. Cố lên Thanh Nhân ơi. Cố lên Nhân ơi. Liệu có 3 đều được không đây? Gương mặt của Thanh Nhân đang thực sự rất căng thẳng rồi. Không ngậm mồm vào được nữa rồi. Thời gian là không còn nhiều. Có vẻ vận động viên Muhammad của Malaysia đang thủ thế. Đang phòng ngự. Đúng là anh ta đang phòng ngự. Sau trận đấu của Thanh Nhân thì Nguyễn Thị Ngoan sẽ xuất trận. Tôi vừa nhìn thấy cái hình ảnh này ở góc màn hình rồi. Nguyễn Thị Ngoan thì xuất sắc quá rồi. Cô là một trong những nữ vận động viên xuất sắc nhất của Karate Kumite Việt Nam. Đẳng cấp châu Á luôn đấy. Có vẻ đang có một vấn đề gì đó với trận đấu này. Thanh Nhân dường như đang gặp phải một chấn thương ở phía tay trái. Rất đáng tiếc, chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem điều gì đang xảy ra. Đinh Gia Lượng bình luận nhiệt lên tí nữa em. Ok anh Đinh Gia Lượng nhá. Bởi vì ngay đầu sáng nên là cũng còn hơi ngáo ngáo ngủ. Với lại chúng ta cũng đang thi những nội dung gọi là vòng loại thôi, nên là bình luận nhẹ nhàng một chút anh ạ, để giữ họng giữ sức cho những trận đấu ở vòng chung kết. Cảm ơn 300 bạn khán giả đang theo dõi luồng livestream này của chúng tôi trên OnSport. Và hãy cùng đồng hành với mình nhé. Các bạn cứ search luồng livestream bình luận SEA Games của bình luận viên Juni Dương thì các bạn sẽ được gặp mình. Thay vì chúng ta theo dõi những luồng livestream trên TV truyền thống. Thanh Nhân đang liên tiếp tung ra những đòn tấn công. Trận đấu đã trở lại rồi. Vận động viên của Malaysia đang phải lùi liên tục. Luồng live của chúng ta đang thu hút tận gần 300 người xem rồi. Và các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này đi, bởi vì thanh nhân của chúng ta đang rất cần những sự động viên, những sự ủng hộ. Nguyễn Hiền bơi thi đấu chưa anh? Đang thi đấu vòng loại nha bạn nha. Chiều nay thi đấu vòng chung kết. Hoàng Minh Quân, cố lên. Nguyễn Thành Long, môn này đấu không có hiệp hả anh em? Môn này thì đấu tính giờ nha. Gọi là gì nhở? Đếm ngược. Ừ, đếm ngược. Nguyễn Trương, bạn nói ít thôi. Ok, mình là bình luận viên mà mình nói ít thì chết mình mất thôi. Cố lên Nhân ơi, gần 100 triệu người dân Việt Nam đang bên em. Thanh Nhân tấn công, Thanh Nhân tấn công. Không biết có được tính điểm không đây. Võ sĩ của Malaysia nãy giờ thì liên tục ngã rúi rụi. Như vậy là thanh nhân của chúng ta đã không thể giành quyền lọt vào vòng chung kết. Arif Muhammad là người tiến vào vòng chung kết. Chúng ta đang được thấy sự vui mừng của các cổ động viên Malaysia. Họ vui đến mức không cười nổi. Trời đất ơi, thanh nhân của chúng ta đã không thể lọt vào vòng chung kết ở nội dung 84 kg, nội dung mà anh đã giành huy chương vàng ở SEA Games năm ngoái. Thailand, representing Philippines.
Minh Thái Nụ, em Nguyễn Thị Ngoan cùng quê mình, người thầy karate đầu tiên của em ý là anh rể mình mọi người ạ, tự hào ghê. Vâng, rất vui mừng khi được làm quen với bạn và biết bạn với thông tin rất thú vị này qua bình luận này, và hãy cùng đồng hành với luồng livestream này để cùng chờ đợi màn xuất trận của Nguyễn Thị Ngoan nha. Chỉ ít phút nữa thôi là đánh đấy. Vừa rồi mình vừa để ý thấy cái bảng LED điện tử là có đánh chữ Nguyễn Thị Ngoan rồi. Hoàng Minh Quân, thắng không kêu, bại không nản anh em. Ok, không sao cả. Trận đấu này Đỗ Thanh Nhân của chúng ta thi đấu chưa thực sự tốt, nhưng các vận động viên khác, các người đồng đội khác sẽ cố gắng giành lại chiến thắng cho Thanh Nhân. Uyên Nhi, át ơi, Nguyễn Thị Ngoan đánh chưa át? Chưa nha bạn. Mình nghĩ là vài phút nữa. Hưởng Phở, tổng Việt Nam xếp thứ mấy huy chương rồi át? Bạn chờ mình một tí để mình check cho. Bởi vì cái bảng xếp hạng này là nó gọi là cập nhật theo từng giây từng phút, nên là chúng ta phải liên tục cập nhật thì mới có thể biết được chính xác. Chờ một tí để xem. Hiện tại thì bảng xếp hạng đang là như thế nào rồi. Như ngày hôm qua, khoảng thời gian gần nhất mình xem thì Việt Nam chúng ta đang xếp thứ 5. Chúng ta đang cùng chờ đợi để đến với trận đấu tiếp theo. Không biết là trận đấu nào đây. Tôi nhìn thấy vận động viên của Philippines rồi. Vận động viên của Philippines gặp ai thì tôi chưa biết. Hai trăm ba mươi bạn khán giả đang theo dõi môn karate, một môn thi đấu mà phải nói là nếu như bình thường, ngày thường thì chắc chắn là chúng ta cũng không theo dõi đâu, nhưng trong một ngày chủ nhật như thế này thì các bạn lại không dành thời gian cho gia đình, chính xác là không đi chơi, không có những lựa chọn khác, mà lại đang ở đây để cùng theo dõi với chúng tôi bộ môn karate và đang đồng hành để ủng hộ cho các võ sĩ của Việt Nam. Đó là điều thực sự rất là đáng quý. Và hãy tiếp tục giữ vững tinh thần và khí thế này. Rất nhiều các bạn khán giả đang tương tác với chúng tôi. Hoàng Tâm, át ơi, bắn cung có nguyệt không át? Năm nay thì bắn cung lại không thi SEA Games nha Hoàng Tâm. Rất là đáng tiếc, năm nay thì bắn cung không thi. Ngô Xuân Cường, xếp thứ 5 đến hết tối qua. Đúng rồi, còn sáng nay thì chắc là bảng xếp hạng chưa có gì thay đổi đâu. Bởi vì là các nội dung buổi sáng thì sẽ thường là vòng loại thôi. Đây là một trận đấu của hai vận động viên Thái Lan và Philippines. Thái Lan là Terapat và Philippines là Agustin Ivan. Vận động viên của Thái Lan thì băng đỏ, còn vận động viên của Philippines của chúng ta thì là đai màu xanh. Sau trận đấu này thì chắc chắn sẽ là trận đấu có sự góp mặt của đại diện Việt Nam rồi. Thường là sẽ thi đấu xen kẽ. Đây, nãy giờ bảo là check cái thông tin huy chương cho anh em mà vẫn chưa check. Các ông chờ tôi một tí. À, Việt Nam bây giờ đã vươn lên vị trí thứ 3 rồi. Chúng ta đã có được 7 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 18 huy chương đồng. Chúng ta đang xếp sau Campuchia và Indonesia. Hiện nay thì bảng xếp hạng đang là Campuchia đứng đầu, 19 huy chương vàng. Indonesia đứng thứ 2 với 8 huy chương vàng. Việt Nam đang đứng thứ 3 với 7 huy chương vàng. Thái Lan đang đứng thứ 4, cũng 7 huy chương vàng nhưng mà ít hơn chúng ta về số lượng huy chương bạc. Và Philippines thì đang đứng sau Thái Lan. Đó là top 5. Và chắc chắn là thứ hạng này sẽ còn thay đổi. Nhưng hiện tại thì cũng đang là một cái hình ảnh rất vui dành cho Việt Nam của chúng ta khi chúng ta đang góp mặt trong top 3. Mục tiêu của chúng ta ở SEA Games năm nay là góp mặt trong top 3 chung cuộc, và chúng ta đang dần hiện thực hóa điều đó. Nguyễn Thành Long, có tường thuật bia không át? À đấy, mình cũng cực kỳ thích môn bia này. Tuy nhiên một thông tin rất buồn cho Thành Long nha Long. Đó là bia năm nay thì Campuchia họ không làm công tác truyền trực tiếp, thế nên bia năm nay sẽ chỉ đánh cho vui rồi tất cả lại về thôi. Uyên Nhi, Hoàng Thị Mỹ Tâm khi nào đánh át ơi? Chắc là một lúc nữa đấy.
Bởi vì vẫn chưa thấy các nội dung của nữ đánh mà. Vừa nãy thì mình có thấy các bạn nữ vận động viên đang chờ ở phía góc đài để chuẩn bị tập luyện rồi. Lặng lẽ nhìn đời. Xin chào lặng lẽ nhìn đời nha. Bảng tỷ số đừng để nơi chữ trực tiếp. Cái chữ trực tiếp thì là của Facebook rồi bạn ơi. Làm sao mà mình bỏ cái đấy được? Cái đó là trên giao diện của Facebook thế rồi. Còn cái bảng tỷ số thì là của bên phía nước chủ nhà Campuchia họ gửi về. Lặng lẽ nhìn đời trên Facebook công nhận thâm sâu thật đấy. Lần đầu mình thấy một cái Facebook mà mình đọc xong, mình không biết là tuổi của bạn này là bao nhiêu mà lại có thể có một cái tên Facebook đầy triết lý như vậy. Thôi chém gió một tí thôi, bởi vì chúng ta đang theo dõi một trận đấu mà không liên quan gì đến các vận động viên Việt Nam của chúng ta lắm. Một vài những cái thông tin vui vẻ mà anh em có thể cập nhật cho nhau trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay được không ạ? Các bạn chờ đợi môn thi đấu nào? Các bạn chờ đợi sự xuất hiện của vận động viên nào? Và các bạn mong muốn được theo dõi và lắng nghe phần bình luận của mình ở những môn thi đấu nào thì các bạn có thể comment. Chúng ta sẽ cùng tương tác với nhau. Rất vui khi mà trong một trận đấu phải nói là vô thưởng vô phạt như thế này, nhưng vẫn có tới 200 mắt đang theo dõi trận đấu này chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của các vận động viên Việt Nam. Đúng là về thể thao thì không ai có thể bằng được Việt Nam mình. Yêu thể thao vô cùng luôn. Đến buổi chiều nay cơ. Buổi chiều nay thì các nội dung của Kumite mới thi đấu chung kết. Thi đấu chung kết để trao huy chương. Các bạn nhớ đặt lịch nha, đặt lịch để theo dõi những luồng livestream của mình trên Onsport cũng như là trên ứng dụng OnPlus. Nếu như các bạn vào ứng dụng OnPlus thì các bạn sẽ có cơ hội để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn hơn này, được xem với chế độ Full HD và độ phân giải cao hơn này, cũng như là ở trên đó thì các bạn cũng sẽ được bình luận và comment với nhiều người nữa. Ở trên đó thì cũng có rất nhiều những cái luồng sự kiện của bọn mình này. Có cả cái luồng sự kiện gì nhỉ, gọi là multi view, tức là trên một màn hình thì các bạn có thể chọn xem rất nhiều những môn thi đấu cùng lúc đấy, xem như thế mới sướng. Nói chung là trên các ứng dụng của VTV Cup như là VTV Cup On này hay là On Plus này thì trên đó xem chọn được nhiều chương trình hơn, hấp dẫn hơn, thoải mái hơn. Nhưng mà ở trên Facebook này nếu mà xem thì lại vui hơn, đúng không ạ? Chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta được trò chuyện với nhau và gặp nhiều bạn khán giả hơn. Và có khi là còn gặp người quen nữa. Những bạn khán giả hâm mộ karate, hãy chia sẻ luồng livestream này đến với các group ở trên Facebook này, hoặc là với bạn bè, những người cũng yêu thích môn võ này, để chúng ta cùng chờ đợi sự xuất hiện của các vận động viên Việt Nam. Các bạn có thể tặng sao cho mình nhá. Đấy, ở OnSport thì có cái chế độ là tặng sao cho mình để chúng ta tương tác với nhau. Lúc này thì luồng livestream của chúng ta mới chỉ có 4 lượt chia sẻ thôi. Đây là một con số quá thấp để có thể viral lên cho các luồng livestream ở trên Facebook hiện nay, những luồng livestream gọi là nhan nhản như hiện nay. Thế nên là chúng ta phải share nhiều hơn thì mới có thể đưa những hình ảnh của các vận động viên karate Việt Nam của chúng ta đến với nhiều khán giả hơn được. Ở nội dung bóng rổ thì đội tuyển bóng rổ nữ 3-3 của chúng ta đã tiến vào trận chung kết. Đây là một thông tin rất vui sau khi các vận động viên nữ đã đánh bại đối thủ Indonesia. Lúc này thì phóng viên hiện trường của chúng tôi ở Indonesia, ở Campuchia đang túc trực để có thể có những luồng livestream mới nhất, hấp dẫn nhất về đội tuyển bóng rổ nữ của chúng ta.
representing Malaysia and Ao representing Indonesia. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Chúng ta có 8 lượt chia sẻ rồi. Mình vừa mới kêu gọi sự ủng hộ thì các bạn đã có thêm các lượt chia sẻ vào các group. Và đó điều rất vui. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với trận đấu ở hạng cân 84kg giữa vận động viên của Malaysia và Indonesia. Vận động viên vừa mới đánh bại thanh nhân của chúng ta, đó là Muhammad. Sẽ gặp đối thủ Afif. Tiếp tục là một trận đấu mà nói thật là tôi không biết phải bình luận gì. Nhanh nhanh đến Việt Nam thôi. Xem mấy trận như thế này làm cái gì. Không biết cháu lúc này thì có thể chuyển sang sóng để bình luận trận đấu của các nội dung khác được không? Bởi vì lúc này thì bơi cũng đang thi vòng loại. Ban nãy mình có check thì cũng có khá nhiều các vận động viên của Việt Nam đang thi đấu ở vòng loại. Và chúng ta cũng đang giành được những kết quả tương đối là tích cực. Không biết lúc này thì ra sao rồi. Bơi thì 18 giờ chiều nay sẽ thi chung kết nha. Bên cạnh bơi, bên cạnh karate, vô vi nam thì chúng ta sẽ còn những môn như là boxing này. Boxing chiều nay sẽ thi vòng loại. Và bi sắt thì thôi nhỉ. Bi sắt mà bây giờ đàm đạo với nhau, nói thật tôi cũng không biết phải nói gì đâu. Bảo là bi ve thì còn nói được, chứ còn bi sắt thì thú thực là có khi nếu mà không có SEA Games thì tôi còn không nghe đến được môn này. Chúng ta có cả 3 môn phối hợp nữa. Đó là những nội dung mà đoàn thể thao Việt Nam xuất hiện trong ngày thi đấu hôm nay, mùng 7 tháng 5. Ngày hôm nay thì chắc là hot nhất là bóng chuyền rồi. Bóng chuyền thì 17 giờ chiều nay sẽ đánh nha. Đội tuyển Nam của chúng ta sẽ gặp Indonesia, đương kim vô địch, đương kim huy chương vàng. Và là một đối thủ gần như là không thể vượt qua, thực sự là phải nói như thế. Vận động viên của Indonesia đang dẫn trước Muhammad Arif Akafif, vận động viên vừa đánh bại thanh nhân của chúng ta. Thật sự rất đáng tiếc khi mà kỳ SEA Games năm ngoái trên sân nhà thì với phong độ rất xuất sắc của mình thì thanh nhân đã giành được tấm huy chương vàng. Và thậm chí ngày hôm qua trong chương trình nhật ký SEA Games của VTV Cup phát sóng vào lúc buổi tối các ngày trong tuần. Đó, mình tranh thủ quảng cáo một tí thì chúng tôi còn đưa ra những nhận định là thanh nhân sẽ là người có thể dễ dàng để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở nội dung 84kg của mình. Tuy nhiên rất đáng tiếc khi mà vận động viên người Cần Thơ đã bị loại khi mà không thể tiến vào vòng chung kết. Thậm chí là không được vào đánh ở chung kết cơ. Rất đáng tiếc là như vậy. Hiện tại thì trên Onsport đang có rất nhiều những luồng livestream khác nhau, những clip khác nhau của các môn thể thao. Và mình biết lúc này thì chúng ta không có đại diện của Việt Nam thi đấu đâu, nhưng mà thôi, chúng ta cùng nán lại với nhau ở đây để nói chuyện, để cùng chờ đợi sự xuất hiện của các vận động viên nha. Lát nữa thôi thì các nữ vận động viên sẽ xuất hiện. Chủ nhật thì anh em có đi chơi đâu không nhỉ? Còn với công việc của các bình luận viên, đặc biệt là trong mùa SEA Games này thì gần như chỉ có ngồi túc trực ở trong phòng bình luận thôi. Chúng ta vừa mới trải qua kỳ nghỉ dài ngày đúng không ạ? 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Tuy nhiên với những người làm nghề như là bọn mình hay là các vận động viên, đặc biệt là những người đang thi đấu ở SEA Games thì quãng thời gian ngày nghỉ vừa qua thì cũng gần như chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì tất cả vẫn đang phải tập trung, nỗ lực hết sức cho công việc của mình. Các bạn hãy cùng để lại những luồng bình luận để Facebook họ nhận diện được luồng livestream của chúng ta là một luồng livestream tốt nhá, để có thể target nó, đề xuất nó đến với nhiều bạn khán giả hơn.
Trần Gia Bảo karate nữ đánh ở thảm bên kia anh ơi. Ồ, thế à em? Thế thì chúng ta không có sóng bình luận à? Hay là lát nữa thì máy quay sẽ lìa sang nhỉ? Chứ xem mấy ông nam này chán chết đi được. Nguyễn Trương, theo bạn nghĩ thì U22 của Việt Nam có vượt qua vòng bảng không á? Ừ, đây là một câu hỏi cũng rất là hay đấy. Tại vì thực sự là nếu như các bạn theo dõi cả Malaysia và Thái Lan đá thì chúng ta sẽ thấy là hai đội tuyển thì năm nay đá rất là có triển vọng và sáng nét nhá. Gần như là Thái Lan họ đang thể hiện với phong độ rất cao, đá rất là đều quân, rất là bài bản. Và mình nghĩ là chúng ta khó mà có thể giành được kết quả tốt trước Thái Lan đấy. Nhưng mà vòng bảng thì hai đội vào cơ mà, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta vẫn có thể cạnh tranh một suất đi tiếp với Malaysia. Một đối thủ mà quả thực là trong những năm qua thì bóng đá Việt Nam của chúng ta cũng đang có được những kết quả khá tốt. Tuy nhiên năm nay thì nói thật là mình không biết bởi vì là kết quả của các bạn ấy đang đá ở sau giải Doha Cup này, sau các trận đấu giao hữu này thì là chưa thực sự tốt. Và sau hai trận thắng trước Singapore và Lào thì thực sự là cũng chưa thể nói trước được điều gì. Kìa thấy các vận động viên nữ của chúng ta kia đấy. Mà các ông bảo là ông kia lại bảo là đánh ở thảm bên kia. Tôi thấy đang đứng ở đằng sau để chuẩn bị vào thi đấu kìa. Thế mà làm tôi tưởng là không được nhìn thấy các bạn nữ thi đấu. Ở đây chúng ta đang nói về U22 Việt Nam. Đó. Thì chiến thắng trước Singapore và Lào thì thực sự là chưa thể khẳng định điều gì cho sức mạnh của U22 Việt Nam lúc này cả. Chắc chắn chúng ta sẽ phải chờ ít nhất là thêm một lượt trận nữa để có thể nói được là chúng ta có thể sáng cửa đi tiếp ở vòng bảng hay không. Bây giờ thì chuẩn bị đến các trận đấu của nữ rồi. Phú Quý Lê chúc đoàn thể thao Việt Nam gặt hái nhiều thành công nhé. Ok, cảm ơn Phú Quý Lê. Mình sẽ chuyển lời chúc của bạn đến với các vận động viên. Chiều có tường thuật bóng truyền không át á? Chắc chắn là có rồi. Bóng truyền thì không thể không tường thuật được. Nhưng mà mình cũng không nắm được lịch, chưa nắm được lịch là chiều nay mình có đọc bóng truyền cùng với mọi người được hay không. Không thì các bạn cũng có thể theo dõi ở rất nhiều những cái luồng live stream, rất nhiều những kênh sóng khác nhau. Ngô Xuân Cường, ôi quả app SEA Games không trách nổi lịch thi đấu. Ôi rồi, cái app đấy thì thực sự là nó hơi bị khó trách ấy. Với lại nó rất là loát, nó rất là lâu. Thực sự là bọn mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong việc trách lịch thi đấu, cũng như là các update về mặt thành tích. Uyên Nhi, sao chưa thấy Nguyễn Thị Ngoan đánh nhỉ? Có khi là đang đánh ở thảm bên cạnh thật rồi, chứ chờ mấy ông nam này rồi vào đây đánh thì lâu lắm. Thế chính thế công nghệ truyền hình cũng hơi bị yếu nhỉ? Tại vì chỉ có mỗi vài máy cho một sàn đấu thôi, chứ cứ không chuyển ở nhiều sàn khác nhau à? Nói thật là tại vì mình cũng không ở Campuchia nên là không thể cập nhật được là ở cái nhà thi đấu này thì có mấy sàn đang thi. Không thấy những hình ảnh nào khác ngoại trừ cái sàn thi đấu này cả. À kìa, Mỹ Tâm kìa. Mỹ Tâm đang ngồi. Mỹ Tâm đã đánh đâu? Vừa nhìn thấy Mỹ Tâm xong, ngồi cạnh với huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Ngân. Mình đi làm phóng sự mấy lần Mỹ Tâm rồi. Bạn này ngoan lắm, ngoan mà hiền lắm. Nhưng mà lúc đánh thì thể trông mặt cực kỳ căng luôn, trông đúng kiểu đả nữ luôn. Hương Phở, chiều nay live bóng truyền A đời. Ok nha, hẹn bạn 17 giờ chiều nay. Phan Quốc Anh, nay Điền Kinh có thi đấu không át? Nay Điền Kinh, địa đội Điền Kinh thì là sang từ ngày hôm qua. Còn Điền Kinh hôm nay có thi đấu không thì bạn chờ một tí để mình check lịch cho. Điền Kinh hôm nay thì chỉ thi cái nội dung 3 môn phối hợp thôi, chứ chưa thi các nội dung khác. Điền Kinh của chúng ta ngày mai mới bắt đầu vào thi. Ngày mai là mùng 8 tháng 5 ấy. Khoa Nguyễn, chiều có tường thuật bóng truyền không? Chắc chắn có rồi. Hương Phở, chiều nay át mà live bán kết bóng truyền nam thì nhiều người xem hơn nữa. Mình cũng hy vọng sẽ được đồng hành cùng các bạn trong cái trận đấu bóng truyền nam chiều nay. Mặc dù
Rất có thể đó là một trận đấu mà chúng ta sẽ thất bại trước Indonesia, nhưng chả sao cả. Chưa thi đấu, chưa đánh thì chưa thể biết được đúng không ạ? Vẫn kỳ vọng, vẫn hy vọng thôi. Điền Kinh bao giờ thi đấu áp Phan Quốc Anh? Ngày mai nha, bắt đầu từ mai thì thi rồi. Quỳnh Như nữ đánh chưa ạ? Chưa em ạ. Anh vừa thấy Mỹ Tâm ngồi ở khán đài xem xong. Mình cứ tưởng là thi xong rồi, về nhà rồi cơ. Uyên Nhi chờ mãi, thôi thì đành chờ tiếp vậy. Khổ sao cứ phải xem mấy cái trận như thế này nhỉ? Hoàng Tâm năm nay không thấy Liên Quân được đi SEA Games nhỉ? Thế Hiển Nguyễn chiều anh có đi chơi với em không anh ạ? Đi chơi với em thì lấy ai bình luận hả em? Hoàng Quân mùng 8 tháng 5 đột kích xuất quân. À Hoàng Tâm chứ. Hay nhở. Anh em có muốn xem bình luận đột kích không? Mọi người muốn theo dõi luồng livestream của những bộ môn nào nhất thì mọi người comment vào đây. Thì mình sẽ lựa chọn những cái gọi là những cái đường truyền ấy, những đường kênh tín hiệu mà nước chủ nhà gửi cho chúng ta để mà gửi tới tất cả các bạn. Bởi vì thực ra là nước chủ nhà gửi rất là nhiều, nhưng mà chúng bên phía ví dụ truyền hình nhá, truyền hình chính thống thì sẽ phải lựa chọn đa dạng các môn này. Còn với internet thì có thể lựa chọn tùy theo rất nhiều cái sự yêu cầu của các bạn. Thế nên là hãy bình luận, hãy để lại những cái mong muốn của mình, thì chúng tôi sẽ đọc, sẽ lọc và sẽ livestream những cái môn thi, những cái hình ảnh mà các bạn muốn xem nhất. Nhà hàng Khắc Phượng: chúc các vận động viên thi đấu hết mình, giành vinh quang về cho Tổ quốc. Chúc các bình luận viên luôn sung sức để bình luận cho anh em nghe và hiểu. Ok nhà hàng Khắc Phượng nha. Nếu mà tuyệt vời hơn nữa thì nhà hàng Khắc Phượng để lại địa chỉ và có những cái chương trình giảm giá cho anh em nha. Thì mình sẽ nhắn các bạn vận động viên thi đấu xong thì ghé qua nhà hàng để ủng hộ. Cảm ơn rất nhiều. Lúc này thì đội bóng rổ nữ ba đấu ba của chúng ta thì cũng đang thi đấu. Đó cũng là một nội dung rất hay. Còn với cái vòng loại karate này thì đấu hết cả đầu. Mai chưa thấy Việt Nam. Thế Hiển Nguyễn thôi, Liên Quân với đột kích anh cho ra rìa đi anh. Làm sao cho ra rìa được, cũng là môn thi đấu SEA Games mà. Nguyễn Hiền, Vô Vi Nam đi áp. Vô Vi Nam thì mình hiện tại chưa thấy có sóng. Uyên Nhi nữ đánh thảm kia kìa anh. Ừ đúng rồi, nữ đánh thảm phía bên kia nha. Nhưng mà các vận động viên Việt Nam của chúng ta thi chưa thì mình không biết. Khổ thế, thế tức là ấy rồi. Thế tức là ông nhà đài Campuchia này không có đủ công nghệ để lia hai thảm rồi. Thế thì làm sao biết được các nữ vận động viên của chúng ta đánh thế nào nhỉ? Mấy ông nam thì bị loại gần hết rồi. Chết dở nhỉ. Rất buồn. Rất buồn với công nghệ truyền hình của nước chủ nhà. Bây giờ thì một trong những luồng livestream nhận được nhiều sự theo dõi nhất của chúng mình đang là bóng rổ. Với gần 1.000 mắt xem. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì bóng rổ cũng là một bộ môn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Và đặc biệt là có sự xuất hiện của các vận động viên Việt Nam của chúng ta. Hùng Anh bóng truyền bãi biển nhé. À, phát bóng truyền bãi biển à? Nghe cũng hấp dẫn đấy nhỉ. Thực ra đấy là một cái môn mà đảm bảo cho chúng ta cả về phần thể thao lẫn phần thưởng thức hình ảnh đấy. Xem rất là cuốn. Ok, mình sẽ lưu lại cái đề xuất bóng truyền bãi biển này nha Hùng Anh. Về cơ bản thì ngày hôm nay thì không phải là một ngày gọi là
quá nóng bỏng của đoàn thể thao của chúng ta. Ngày mai cơ, ngày mai mới thi nhiều. Ngày mai mới thi nhiều, ngày mai còn cả bóng đá nam nữa, ngày mai còn cả bóng đá nam nữa. Phạm Mỹ Kiều, mình thích xem bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ. Ok, bóng chuyền nữ thì chưa đánh, bóng chuyền nữ thì mùng 9 tháng 5 nha, mùng 9 tháng 5 mới bắt đầu đánh. Hôm qua hay hôm kia thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta mới bắt đầu di chuyển sang Campuchia mà. Nguyễn Thành Long, bóng rổ, bóng chuyền, boxing, cầu lông, điền kinh, bơi. Ôi giời ơi, lòng tham thế này thì làm sao mà bọn mình phát hết được đúng không? Nhưng mà đúng là điền kinh này, bơi với bóng chuyền với mình vẫn là những cái nội dung và mà có thể coi là hấp dẫn sau bóng đá, chỉ sau bóng đá thôi. Cầu lông nữa, cầu lông thì có Thùy Linh, chỉ chờ để xem Thùy Linh thôi. Các môn võ thì tùy, bởi vì là chính ra các môn võ đánh nhiều quá nên nhiều khi mình không nắm hết được lịch á. Hoàng Tâm, bóng rổ win rồi át ơi, vào chung kết rồi, mình nắm được rồi nha bạn. Các bạn có thể chuyển sang luồng livestream bóng rổ để theo dõi trận đấu 3v3 của Thảo My, Thảo Vi, Huỳnh Thị Ngoan cũng đang được trực tiếp trên sóng On Sport và hình như là đang được gửi tới là từ bình luận viên, phóng viên từ ngay tại hiện trường Campuchia đấy. Quốc Toàn Hà, nhà đài chuyển chữ trực tiếp ra chỗ khác đi. Không xem được bảng hả bạn? Trần Gia Bảo, nữ đánh thảm kia thật anh ơi. Ừ anh buồn, anh đang buồn hết cả người này. Này, thế này không trực tiếp làm cái gì? Trực tiếp mông trọng tài với trực tiếp cái ghế. Quá chán cho công tác truyền hình của nước chủ nhà. Mà khổ cái là nó gửi cái gì về thì mình phải xem cái đấy. Không được quyền quyết định các bạn ạ. Đi làm có 2-3 camera thế này thì chết thôi. Ngô Xuân Cường, mấy trận xem trên Facebook TVK Sport. Ừ, TVK cũng là kênh của Campuchia đấy. Kênh đấy cũng phát rất là nhiều môn đấy. Công an Ả Rập, ai chả, tên nghe uy tín nhỉ? Có like CF không bạn á? Có mà. Có like đột kích nhỉ? Chúng ta đang có rất nhiều bạn khán giả đang theo dõi luồng live stream này. Để mình chào một lượt nhá. Xin chào Phan Ha PC. Xin chào Lại Bằng, xin chào Uyên Nhi. Xin chào Nguyễn Hải Hòa. Amos Đăng Minh, Vi Cherry, ui Vi Cherry tên hay thế. Xin chào Mai Quốc Cường, xin chào Nhân Hồ, Đặng Đức và Nu Sa Lam. Rất nhiều anh em bạn bè đến từ các khu vực khác cũng đang theo dõi luồng livestream này. Mệt quá đấy giờ. Không có ông nào của Việt Nam thi đấu cả. Representing Malaysia. Xin chào Thành Đạt nha. Lại trận gì nữa đây? Malaysia gặp Philippines à? Thậm chí là cái góc quay này nhá, cái góc quay này còn không đúng cơ, bởi vì đáng ra phải đặt ở phía đối diện bên kia thì mới có thể quay được khán đài chứ đúng không? Phải quay được khán đài thì người ta mới thấy là khán giả cổ vũ như thế nào, người hâm mộ cổ vũ ra sao. Chứ ông đặt như này trông kìa. Cứ quay đúng cái ghế với cái ông trọng tài ngồi ở góc sân. Công nghệ truyền hình thế này thì chết. Xin chào Huỳnh Văn Đường nha. Xin chào Minh Thái Nữ, Đinh Gia Lương, Kim Quyền,
Mạnh Quỳnh, Andrei, ai chả người Nga, Zrasvuzia. Xin chào Phan Anh. Các bạn khán giả mới vào luồng livestream của chúng ta. Bây giờ thì chắc là sự chú tâm của chúng ta đang được dồn sang bên bóng rổ rồi. Để mình check thử xem là có chuyển sang live bên phía bóng rổ được không nhá. Bóng rổ của chúng ta thì đang thi đấu cả nội dung 3 đấu 3 của nam cũng như là 3 đấu 3 của nữ. Trong khi đó thì trận đấu chúng ta đang theo dõi ở nội dung Kumite giữa Malaysia và Philippines thì đang diễn ra cũng tương đối là hấp dẫn đấy, mặc dù tôi không biết vận động viên nào với vận động viên nào cả. Xin chào Trọng Thành, xin chào Lương Quảng, Nicolo Barra, Raby Clement, số toàn người nước ngoài thế nhỉ. Xin chào Kim Quyền, khi nào có taekwondo anh ơi á? Taekwondo thì hình như là bạn chờ mình một tí để mình check lịch cho. Taekwondo hình như ngày mai bắt đầu thi đấu, nếu như mình nhớ không nhầm. Để xem thử xem là lịch ngày 8 tháng 5 đúng không ạ? Là có taekwondo không nhá. Đấy, 8 tháng 5 là có điền kinh này. Điền kinh thi rất nhiều môn này. Có nhảy cầu, có bơi, cầu lông, boxing, thể dục dụng cụ, karate, kun khmer, kun bokato, pencaksilat, bi sắt, tennis, vô vi nam. Nhưng mà 8 tháng 5 lại chưa có taekwondo. Bạn chờ mình một tí. Nói chung là taekwondo chưa thi luôn đâu. 12 mới có. 12 mới thi đấu nha. Khá lâu đấy. Nói chung các môn võ thì nhiều khả năng là sẽ thi đấu theo kiểu lần lượt. Chứ bây giờ mình bảo chứ tất cả các môn mà cùng lôi nhau ra đánh một ngày thì khán giả biết xem cái gì. Đúng không ạ? Tất cả các trận mà cùng thi đấu cùng một thời điểm thì bây giờ biết xem ai đánh với ai bây giờ. Đánh phải đánh lần lượt chứ đúng không ạ? Trần Gia Bảo hình như mấy ông nam thua hết rồi. Chả thấy ông nào nữa cũng nhận đấy. Hình như thua hết thật. Không, thực ra là ở Karate Kumite thì chúng ta cũng chỉ có, về phía nam thì cũng chỉ có vài đại diện thôi. Có Tấn Đạt này, có Thanh Nhân này, có Văn Đức này. Văn Đức thì thua rồi, Thanh Nhân thua rồi. Còn Tấn Đạt thì mình không để ý. Chưa thấy xuất hiện, không biết là thua chưa. Có khi cũng thua rồi. Bởi vì là đang đánh đến các trận đấu ở vòng sau rồi. Xin chào Mai Kiều Anh, Lê Hương và Hoàng Thị Ngoan, những người xem mới của chúng ta. Mọi người khi mà vào xem thì có thể để lại cho mình một cái tim thôi cũng được đúng không ạ? Bình luận chúng ta tương tác với nhau một tí để cho nó tình cảm. Một cái tim thôi cũng được, không cần thiết phải bình luận gì. Đấy, mình nghe thấy có vẻ là bên sân bên kia các bạn nữ đánh hấp dẫn lắm. Thấy khán giả tập trung vào các bạn nữ nhiều lắm. Một cái là không được xem. Bây giờ mà có 6 bình luận bóng rổ mới là hấp dẫn này, đúng không ạ? Bây giờ có 6 bình luận bóng rổ mới là hay.
công an Ả Rập, lâm tặc chưa nộp thuế nên chưa có tiền mua thêm camera. Đúng là công an có khác. Cảm ơn lời nhận định rất là hợp lý của anh. Hai, xin chào Đặng Thái Nam nha. Lúc này thì phóng viên hiện trường, để mình tiết lộ cho các bạn danh tính của anh ấy, đó là Louis Nguyễn, cũng đang livestream trực tiếp bóng rổ 3-3 ở bên phía Campuchia, trận đấu của đội tuyển Việt Nam của chúng ta nha. Cũng trên On Sport các bạn có thể tìm kiếm luồng livestream này để theo dõi ủng hộ cho phóng viên đang tác nghiệp tại hiện trường. Bóng rổ thì chắc là hấp dẫn hơn karate, đúng không ạ? Nói chung SEA Games này thì nó cứ như là một cái mâm cỗ vậy, một bàn tiệc ngày Tết vậy. Chúng ta muốn ăn món gì thì chúng ta lựa chọn thôi. Chứ còn cũng không ai bắt ép ai là phải xem môn nào cả, đúng không ạ? Theo mình đề xuất thì mỗi môn chúng ta theo dõi một tí, kể cả những môn mà chúng ta không xem bao giờ thì cũng xem để biết, đúng không ạ? Mà không biết thì xem để ủng hộ cho các vận động viên của Việt Nam. Nói chung là cứ là vận động viên, cứ là người Việt Nam, khi mà ra đấu trường nước ngoài thì là đáng quý rồi. Đều xứng đáng nhận được ủng hộ hết cả. Xin chào Nguyễn Duy Khiết, xin chào Thiêu Quân, Nguyễn Lụa, không biết là Nguyễn Lụa hay Nguyễn Lúa đây, Lê Văn Long, Quỳnh Như và Đông Phạm. Lúc này khi mà mình check cái luồng livestream trên bơi thì hết vòng loại rồi nha mọi người. Hết vòng loại rồi nha. Chiều nay thì mình sẽ có mặt để bình luận cùng với các bạn trận đấu hấp dẫn nhất trong các môn thi đấu của buổi chiều ngày hôm nay. Đó là trận đấu bóng chuyền. Bóng chuyền nam giữa Việt Nam và Indonesia. Chúng ta sẽ cùng có một cái hẹn nha, một cái hẹn vào lúc 17 giờ chiều nay. Xin chào Thanh Hy và Phan Quốc Anh, những người đang theo dõi luồng livestream này. Có lẽ là với luồng livestream này thì chúng ta sẽ không được theo dõi các vận động viên nữ rồi. Nếu có chửi thì hãy chửi công tác truyền hình của nước chủ nhà, đừng chửi tôi, please. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Next in Tatami 1. Aka represent Timor Leste and Ao representing Cambodia. Thôi chắc là trong lúc theo dõi những cái trận đấu như thế này, thì các bạn trong lúc theo dõi những trận đấu thế này thì các bạn đi chơi với gia đình là vừa. Các bạn đi chơi với người yêu đi, đi cà phê với bạn bè xong rồi nghỉ ngơi ăn trưa đi, chứ còn xem những cái trận đấu nói thật như thế này làm cái gì. Chúng ta để sức chiều chúng ta xem chung kết này, chung kết bơi, chung kết karate và bán kết cầu bóng chuyền, đúng không ạ? Khi nào có những luồng livestream hay thì chúng ta sẽ gặp nhau. Và hãy cùng đồng hành với On Sport cũng như là On Plus này và cả những kênh sóng truyền hình của VTV Cap nữa. Và chúng ta sẽ tạm thời chào nhau ở nội dung của buổi sáng ngày hôm nay nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại.
có thể võ sĩ của Campuchia sẽ có được chiến thắng dựa trên thế trận giải võ sĩ ở những tình huống vừa rồi. Chiều cao của Moen Jacob rất khó để cho anh có thể thực hiện những đòn đá vào vùng mặt của Sotvanit. Có cảnh báo dành cho võ sĩ của Timor-Leste, võ sĩ mang đai đỏ. Vừa có thêm một đòn tấn công thực hiện bởi võ sĩ mang đai xanh, võ sĩ của chủ nhà Campuchia. Có thêm một điểm. Những đòn đấm đang mang về những điểm số liên tiếp dành cho võ sĩ của chủ nhà Campuchia. 4-0. Vẫn chưa có điểm dành cho võ sĩ mang đai đỏ. 6-0 dành cho võ sĩ của Campuchia. Còn 58 giây trong thời gian của trận đấu dài võ sĩ. Khi không thể áp sát được Sotvanit thì Marian Jacob không thể tung ra những đòn đấm. Những đòn đá của anh thì cũng rất ít khi được thực hiện cách chuẩn xác. Có quá nhiều lợi thế dành cho võ sĩ của Campuchia. Thậm chí việc giành điểm cũng không đơn giản với võ sĩ mang đai đỏ. Rồi có thêm điểm dành cho võ sĩ của Campuchia. 7-0. Cần thêm một điểm thôi để cho Sotvanit có thể loại được đối thủ của mình. Và rồi đã có điểm số đầu tiên dành cho võ sĩ của Timor-Leste. 1-7. Một đòn đấm chuẩn xác và sẽ có điểm, chắc chắn là có điểm dành cho võ sĩ của Campuchia. Một đòn đấm vào vùng mặt của võ sĩ mang đai đỏ và có thêm một điểm, 8-1 dành cho Sotvanit. Còn 14 giây. Chiến thắng chắc chắn dành cho võ sĩ của Campuchia. Có thể khẳng định như vậy. Cách thức tung ra những đòn đấm của Sotvanit rất lợi hại. Lần tung ra đòn tấn công rất kín và rất bất ngờ với đối phương. Chiến thắng chung cuộc, tỷ số 9-1 dành cho võ sĩ của Campuchia. Hạng cân dưới 75kg. Individual female over 68 kilograms. Please welcome the athletes and referees. Chúng ta vẫn đang theo dõi những trận đấu ở hạng cân dưới 75kg. Hạng trên 84kg với sự có mặt của Trần Lê Tấn Đạt sẽ thi đấu muộn nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Các trận đấu bán kết và chung kết trao huy chương tại Kumite tiếp tục diễn ra trong buổi chiều và buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo với một trận đấu ở hạng cân dưới 75kg. Bán kết hạng dưới 75kg. Ignatius, võ sĩ của Indonesia, sẽ đối đầu với một võ sĩ của Malaysia, Rakhunathan. Trước đó tại trận đấu tứ kết thì Rakhunathan có chiến thắng trước Luis Escover của Philippines.
Võ sĩ của Malaysia sẽ mang đai màu đỏ, còn võ sĩ của Indo sẽ mang đai màu xanh. Trọng tài ra hiệu cho hai võ sĩ cần phải chủ động hơn trong tấn công. Đang có những sự thăm dò giữa hai võ sĩ Rakhwathan và Ignatius. Vẫn chưa có những đòn tấn công được thực hiện bởi hai võ sĩ về phía đối thủ của mình. Một trận đấu bán kết rất quan trọng. Với cụm từ Nam thì rất nhiều những tấm huy chương được trao cho các võ sĩ của Indo, của Malaysia và của Philippines. Và những gì mà chúng ta được chứng kiến ở các hạng cân dưới 60kg, hạng cân dưới 84kg và hạng cân dưới 75kg đã diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay. Họ có rất nhiều những chiến thắng, những kết quả thuận lợi dành cho các võ sĩ của mình. Rakhwathan cùng với Ignatius vẫn chưa tung ra những đòn tấn công. Sự thăm dò và một đòn đá thực hiện bởi võ sĩ mang đai đỏ, võ sĩ của Malaysia. Nhưng chưa có điểm dành cho Rakhwathan trong tình huống tấn công vừa rồi. Rất chủ động. Ý định quật ngã đối thủ của võ sĩ mang đai đỏ. Cả Rakhwathan và Ignatius đều tỏ ra rất thận trọng trước đối thủ của mình. Một đòn đá thực hiện bởi võ sĩ mang đai đỏ nhưng không chuẩn xác, ý định thực hiện một cú đá vào vùng mặt của đối thủ không thành công. Và sau đó thì võ sĩ mang đai xanh, võ sĩ của Indo đã quật ngã đối thủ của mình. Sẽ có điểm dành cho Ignatius. Một tình huống phản đòn rất hay. Nhưng trọng tài cho điểm võ sĩ mang đai đỏ, võ sĩ của Malaysia với tình huống tấn công vừa rồi. Đây sẽ cần thêm những ý kiến từ trọng tài phụ và giám sát trọng tài. Hiện tại thì điểm đã được tính cho võ sĩ của Malaysia. Một đòn đấm chuẩn xác. Điểm số dành cho võ sĩ mang đai đỏ hoàn toàn chuẩn xác. Tuy nhiên võ sĩ mang đai xanh của Indo cũng đã có được sự phản đòn ở tình huống vừa rồi. Đòn đấm mang về một điểm cho võ sĩ mang đai đỏ, võ sĩ của Malay. Quyết định hoàn toàn chuẩn xác của trọng tài. Nhưng chúng ta sẽ chờ đợi xem liệu võ sĩ của Indo, võ sĩ mang đai xanh có điểm hay không. Ignatius cũng đã quật ngã đối thủ của mình. Ở môn karate kumite thì bên cạnh trọng tài chính còn có trọng tài phụ, các giám sát trọng tài ghi điểm. Chúng ta vẫn phải chờ đợi quyết định cuối cùng cho tình huống tấn công vừa rồi. The winner of tatami 2 goes to Al representing Thailand. Thời gian của trận đấu vẫn còn 27 giây. Nếu như quyết định được giữ nguyên thì võ sĩ của Malaysia sẽ dẫn trước 1-0. Với những trận đấu không có quá nhiều điểm số thuộc về hai võ sĩ thì võ sĩ có được điểm số trước, rõ ràng có được lợi thế tuyệt vời.
Trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta cũng đã chứng kiến trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 5 đều và võ sĩ kỷ điểm trước đã được xử thắng theo đúng luật của Kumite. Aka representing Philippines, Ao representing Cambodia. Vừa rồi trận đấu đã được trở lại và quyết định đó điểm số duy nhất dành cho võ sĩ của Malaysia. Không còn nhiều thời gian, vừa có thêm một điểm cho võ sĩ mang đai đỏ. 2-0. 2-0 dành cho Rakhwathan. Cơ hội lớn để anh tiến vào chung kết và tranh chương vàng. Một đòn đá chuẩn xác đến từ võ sĩ mang đai xanh của Indo. Sẽ có 3 điểm. 3 điểm dành cho võ sĩ của Indo. Chúng ta vẫn phải chờ đợi quyết định từ trọng tài. Đang có những kiến nghị đến từ ban huấn luyện của Indo. Có vẻ như trọng tài không cho điểm võ sĩ của Indo cho cú đá vừa rồi. Đã có những phản ứng đến từ ban huấn luyện của Indo. Một đòn đá nếu như được tính điểm thì sẽ có thêm 3 điểm dành cho Ignatius. Và anh sẽ xoay chuyển tình thế để dẫn trước đối thủ với tỷ số 3-2. Trọng tài còn đưa ra cảnh báo dành cho võ sĩ mang đai xanh của Indonesia sau tình huống vừa rồi. Và không có gì thay đổi. Võ sĩ mang đai đỏ của Malaysia vẫn đang dẫn trước 2-0. Ignatius đang bị dẫn trước và anh đang rất quyết tâm ở những giây thi đấu cuối cùng. Anh cần một đòn đá chuẩn xác để lật ngược tình thế trước đối thủ của mình. Thêm một đòn đá đến từ võ sĩ của Indo, võ sĩ mang đai xanh. Trận đấu có vẻ như đã kết thúc với chiến thắng dành cho võ sĩ của Malaysia. Chiến thắng chung cuộc dành cho Rakhwathan. Không như vậy vẫn còn thời gian. Một cú đá quét chân của võ sĩ mang đai đỏ. Một trận đấu mà có rất nhiều lần trọng tài phải tham khảo ý kiến từ giám sát và các trọng tài phụ. Cũng có những phản ứng đến từ ban huấn luyện của hai võ sĩ. Hiện tại thì võ sĩ của Malaysia đang dẫn trước với khoảng cách 5 điểm. Một đòn đá chuẩn xác đến từ võ sĩ mang đai đỏ. Sẽ có thêm một điểm, 6-4. 6-4 dành cho võ sĩ của Malaysia. Chiến thắng chung cuộc dành cho võ sĩ mang đai đỏ, tỷ số 5-3 dành cho Rakhwathan Sharman trước Joshua Ignatius. Võ sĩ của Malaysia sẽ có mặt ở trận đấu chung kết tranh huy chương vàng ở hạng cân dưới 75 kg. Next up in Tatami 1, moving on in the next category, Kumite Males Individual over 84 kilograms. Please welcome the athletes and the referee. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng trở lại với hạng cân dưới 84 kg. Với trận đấu bán kết giữa Peng Sakada, võ sĩ của chủ nhà Campuchia, với Izzuddin Itfan, võ sĩ của Brunei. Ở hạng cân dưới 84 kg thì Đỗ Thanh Nhân đã bị loại ở vòng đấu đầu tiên, vòng loại khi để thua và không thể bảo vệ được tấm huy chương vàng của mình.
tại kỳ SEA Games 2021. Chúng ta vẫn đang chờ đợi những trận đấu cân trên 84kg với sự có mặt của Trần Lê Tấn Đạt. In tatami 1, representing first for Aka, Cambodia. For Al Brunei Jerusalem. In tatami 1, please welcome the referee. Ở nội dung thi đấu kata, quyền kata thì bên cạnh hai tấm huy chương vàng đồng đội dành cho KT Việt Nam, những tấm huy chương vàng của Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh, Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Huyền và Nguyễn Ngọc Trâm, thì ở nội dung quyền kata cá nhân nam, Ahmad Rigi Zaresta của Indo giành huy chương vàng. Còn với cá nhân nữ thì Sakura Anforte của Philippines có được vị trí cao nhất. Sakura Anforte đã có được chiến thắng trước Nguyễn Thị Phương. Nguyễn Thị Phương chỉ có được tấm huy chương bạc quyền kata. Với các nội dung thi đấu của Kumite thì phải đến buổi chiều mới xác định được những tấm huy chương vàng đầu tiên. Chúng ta đang theo dõi trận đấu ở hạng cân dưới 84kg giữa Peng Sakada của Campuchia và Izudin Itfan của Brunei. Võ sĩ của Brunei mang đai xanh và võ sĩ của chủ nhà Campuchia mang đai đỏ. Đòn tấn công đến từ võ sĩ mang đai đỏ của chủ nhà Campuchia. Một đòn quét chân đến từ võ sĩ của Campuchia và có vẻ như đã có điểm dành cho Peng Sakada cho đòn tấn công vừa rồi, đòn quét chân. Có điểm dành cho võ sĩ của Campuchia. Có một điểm dành cho võ sĩ của chủ nhà. Một chút lợi thế dành cho Peng Sakada. Như vậy không phải một mà là 3 điểm. Hình như đã có liên tiếp những đòn tấn công được tính điểm dành cho võ sĩ của Campuchia trong tình huống vừa rồi. Anh được 3 điểm chứ không phải 1 điểm. Một cú đá dành cho võ sĩ của Brunei, võ sĩ mang đai xanh. Nhưng đã có thêm một điểm được tính cho võ sĩ của chủ nhà Campuchia. 4-0. Võ sĩ mang đai xanh đang thi đấu chủ động hơn khi mà anh đang bị dẫn trước 4 điểm. Trọng tài đưa ra cảnh báo dành cho Izudin Itfan, võ sĩ mang đai xanh. Peng Sakada đang có lợi thế để tiến vào vòng đấu kế tiếp. Khoảng cách 4 điểm. Ý định thực hiện một đòn quét chân đến từ võ sĩ của Campuchia. Đã có đòn tấn công dành cho võ sĩ của Brunei, võ sĩ mang đai xanh.
Chúng ta sẽ chờ đợi điểm số đến từ trọng tài. Thêm một điểm dành cho võ sĩ của Campuchia. Izzuddin Itfan vẫn chưa có điểm trong trận đấu với võ sĩ của chủ nhà. Thời gian của trận đấu chỉ còn khoảng 40 giây và rất khó cho Izzuddin Itfan. Một đòn đá có lẽ sẽ được tính điểm của võ sĩ mang đai đỏ, võ sĩ của Campuchia. Sẽ có điểm dành cho Peng Sakada. 3 điểm. 8-0. Trận đấu kết thúc rất sớm. 8-0 dành cho võ sĩ của Campuchia để có mặt ở vòng đấu kế tiếp với một đòn đá chuẩn xác. Nòng tatami mùi chơi trong nhà bán thân lử Campuchia. Tấm vé vào bán kết. Hạng cân dưới 84kg của Peng Sakada đảm bảo cho Campuchia chắc chắn sẽ có thêm được một tấm huy chương Kumite ở hạng dưới 84kg. Sau ngày thi đấu hôm qua thì Campuchia mới chỉ có 2 tấm huy chương đồng và họ đang hy vọng có thể đổi màu những tấm huy chương của mình. Với việc Peng Sakada đã vào đến bán kết hạng cân dưới 84kg. Tại SEA Games 32 với tư cách chủ nhà, với sự đầu tư và sự chăm chút cho các môn thể thao, trong đó có nhiều môn thể thao được cho thế mạnh của chủ nhà, thì Campuchia đã gặt hái rất nhiều huy chương ngay ở ngày thi đấu chính thức đầu tiên. Và theo bảng xếp hạng cập nhật, bảng tổng sắp cập nhật đến từ ban tổ chức, thì Campuchia hiện đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp với 19 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 15 tấm huy chương đồng. Họ có tổng cộng 47 huy chương. Trong khi đó thì Indonesia đứng ở vị trí thứ hai và đoàn Việt Nam đang xếp thứ ba với 7 huy chương vàng. Chúng ta sẽ đón xem trận đấu bán kết với 84kg. Terawat, võ sĩ của Thái Lan, người đã có những trận đấu ấn tượng trong buổi sáng ngày hôm nay mà chúng ta đã được theo dõi. Và Vatthana, võ sĩ của Lào. Sayasan Vatthana. Vatthana mang đai xanh, còn Terawat mang đai đỏ. Một trận đấu bán kết ở hạng cân dưới 84kg. Terawat đã có những trận đấu, những chiến thắng rất thuyết phục ở các vòng đấu trước để có mặt ở bán kết hạng cân dưới 84kg. Võ sĩ của Thái Lan được đánh giá cao hơn so với đối thủ của mình. Một đòn đá thực hiện bởi võ sĩ mang đai xanh Vatthana. Ở các nội dung thi đấu quyền kata, Lào vẫn chưa có được những tấm huy chương. Nhưng ở hạng cân dưới 84kg khi Vatthana tiến vào đến bán kết thì đồng nghĩa việc họ chắc chắn sẽ có được ít nhất một tấm huy chương đồng ở hạng dưới 84kg Kumite. Một đòn đá tầm trung đến từ võ sĩ mang đai xanh, nhưng sau đó thì võ sĩ mang đai đỏ có một đòn đấm chuẩn xác.
2 điểm dành cho võ sĩ mang đai xanh. Và Votana đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Đó quyết định của trọng tài. Và rồi đã có một đòn đấm chuẩn xác đến từ võ sĩ mang đai đỏ, Terawat, võ sĩ của Thái Lan. Và 1 điểm cho Terawat. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Những cú đá ở tầm trung sẽ mang về cho các võ sĩ 2 điểm. Như có được độ chuẩn xác. Những đòn đấm thì thường chỉ mang về 1 điểm. Watana, võ sĩ đài xanh, đang thi đấu rất chủ động. Có cảnh báo dành cho võ sĩ mang đai xanh. Phần 2 thời gian trận đấu đã trôi qua. Một cú quét chân của Terawat và sẽ có điểm cho võ sĩ của Thái Lan. Terawat. Trận đấu rất cân bằng giữa Terawat và Watana. Cả hai có thể hình và chiều cao khá tương đồng. Watana di chuyển nhiều hơn so với Terawat. Với Watana, võ sĩ mang đai xanh, thì anh chủ động di chuyển tạo khoảng cách để thực hiện những cú đá. Một cú đá chuẩn xác đến từ võ sĩ mang đai đỏ Terawat của Thái Lan. Và sẽ có điểm cho Terawat với đòn tấn công vừa rồi. 3 điểm được tính cho Terawat Ippong. Mọi thứ đã hoàn toàn xoay chuyển sau cú đá chuẩn xác vừa rồi của Terawat, võ sĩ mang đai đỏ của Thái Lan. Những cú đá liên tiếp sẽ mang về thêm điểm dành cho Terawat. Terawat đang hướng tới việc góp mặt ở chung kết của hạng cân dưới 84kg, qua đó có thể mang về một tấm huy chương vàng cho Thái Lan. Cho đến thời điểm hiện tại, sau 2 ngày thi đấu của môn KT thì Thái Lan vẫn chưa có huy chương vàng. Họ có được một tấm huy chương bạc và 3 huy chương đồng, đứng ở vị trí thứ 5 trong số các đoàn tham dự môn KT. Vừa rồi có 2 điểm dành cho Terawat, 6-2 dành cho võ sĩ của Thái Lan. Terawat đã có được những đòn tấn công chuẩn xác liên tiếp. Không còn nhiều thời gian dành cho Watana, chỉ còn có 26 giây. Khi trận đấu dần trôi về những giây cuối thì tất nhiên các võ sĩ đang bị dẫn trước, họ sẽ phải cố gắng để thực hiện những đòn đá để có thể mang về cho mình số điểm tối đa. Vừa có thêm 2 điểm dành cho võ sĩ của Thái Lan. 8-2 rồi, không còn cơ hội cho Watana. Một đòn đấm chuẩn xác đến từ võ sĩ của Thái Lan sẽ có thêm điểm. Một đòn đấm chuẩn xác vào vùng mặt của Watana. 9-2 dành cho Terawat, một chiến thắng có thể khẳng định dành cho võ sĩ của Thái Lan. Thời gian trận đấu cũng đã hết. Như vậy tấm vé vào chung kết sẽ thuộc về võ sĩ của Thái Lan Terawat. Một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.
for the winner in tatami 1. Aka represents như vậy, Thailand. Càng Tông Terawat sẽ đại diện cho Thái Lan có mặt ở chung kết. Trên 84 kg. Next in tatami 1, Aka represents Cambodia and Al represents Vietnam. Và một trận đấu mà chúng ta rất trông đợi trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ diễn ra. Trận đấu có sự góp mặt của một võ sĩ Việt Nam. Trước đó thì Chu Văn Đức và Đỗ Thanh Nhân đều đã thi đấu không thành công. Chu Văn Đức dừng bước tại tứ kết hạng dưới 60 kg và Đỗ Thanh Nhân dừng bước tại vòng loại hạng 84 kg. Kumite. Ở trận đấu tiếp theo thì Trần Lê Tấn Đạt sẽ thi đấu với Peng Sakada ở bán kết hạng trên 84 kg. Võ sĩ của Việt Nam sẽ mang đai màu xanh. Chúng ta hãy cùng hy vọng ở việc Trần Lê Tấn Đạt có thể góp mặt ở chung kết để mang về một huy chương vàng cho Kumite của Việt Nam. Đối đầu với một võ sĩ của chủ nhà Campuchia sẽ không hề dễ dàng. Sau khi cả Chu Văn Đức và Đỗ Thanh Nhân đều đã không thể đi tiếp vào bán kết thì Trần Lê Tấn Đạt, hy vọng lớn nhất của Kumite Việt Nam với các võ sĩ nam. Một đòn đá chuẩn xác của Trần Lê Tấn Đạt. Chúng ta chờ đợi quyết định tính điểm từ phía trọng tài nhưng có vẻ như chưa có điểm. Vừa có cảnh báo dành cho Trần Lê Tấn Đạt đến từ trọng tài. Một đòn đấm được thực hiện bởi Trần Lê Tấn Đạt. Một tình huống mà Trần Lê Tấn Đạt đã có được sự phản đòn. Nhưng có điểm, dường như có điểm dành cho võ sĩ của Campuchia. Đúng như vậy, võ sĩ của Campuchia đã có điểm số đầu tiên. Peng Sakada trước đó có chiến thắng trước Izzuddin Itfan của Brunei ở trận đấu tứ kết. Qua đó gặp Trần Lê Tấn Đạt. Có vẻ như lại có điểm dành cho võ sĩ của Campuchia. Dành cho Peng Sakada, võ sĩ mang đai màu đỏ. Thêm một điểm dành cho Peng Sakada. Những khó khăn đang đến với Trần Lê Tấn Đạt. Việc phải đối đầu với những võ sĩ của chủ nhà chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên khoảng cách 2 điểm vẫn chưa phải là hết hy vọng. Vẫn còn nhiều thời gian dành cho Trần Lê Tấn Đạt và chúng ta sẽ hy vọng Tấn Đạt có thể xoay chuyển tình thế. Võ sĩ của Campuchia đã bị đẩy ra khỏi thảm đấu. Với diễn biến từ đầu trận thì Trần Lê Tấn Đạt vẫn là người thi đấu chủ động hơn. Và có cảnh báo dành cho võ sĩ của Campuchia, Peng Sakada. Một đòn tấn công của Trần Lê Tấn Đạt. Với một đối kháng của KT như Kumite thì cũng vẫn có những tình huống 50-50, những tình huống rất khó xác định điểm số dành cho các võ sĩ. Và khi để có được một chiến thắng trước đối thủ của mình thì các võ sĩ cần phải có được sự áp đảo
sự tuyệt đối trong những đòn tấn công. Chỉ điều đó mới có thể mang đến cho họ một chiến thắng chắc chắn trước đối thủ của mình. Những điểm số, những đòn tấn công có độ chuẩn xác cao. Những tình huống không gây ra những tranh cãi. Điểm số thứ 3 dành cho võ sĩ của Campuchia. Bất lợi rất lớn dành cho Trần Lê Tấn Đạt. Trần Lê Tấn Đạt có chiều cao tốt hơn so với võ sĩ của chủ nhà. Peng Sakada, anh cũng người thi đấu chủ động hơn so với võ sĩ của Campuchia. Ở những diễn biến đã qua mà chúng ta được chứng kiến. Như vậy vừa có quyết định tính 3 điểm. 3 điểm, 3 điểm cho Trần Lê Tấn Đạt. Một diễn biến rất bất ngờ. Và Tấn Đạt đã cân bằng điểm số với đối thủ của mình. Sau đó thì anh đã có tiếp tục một tình huống tấn công. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi sau khi Tấn Đạt có được 3 điểm và thêm 1 điểm. Rất hay. 4 điểm liên tiếp dành cho Trần Lê Tấn Đạt trước Peng Sakada. Và anh mới đang là người chiếm ưu thế trước võ sĩ của Campuchia. Một tình huống mà đã cần đến sự can thiệp của giám sát trọng tài để cho Trần Lê Tấn Đạt có được 3 điểm trước võ sĩ của chủ nhà. Rõ ràng Trần Lê Tấn Đạt người thi đấu chủ động hơn và có được những tình huống tấn công áp đảo về phía đối thủ người Campuchia, Peng Sakada. Nếu như tiến vào được chung kết thì Trần Lê Tấn Đạt sẽ được kỳ vọng sẽ mang về một tấm huy chương vàng cung mi tê cho KT Việt Nam. Chắc chắn là như vậy. Đối thủ sẽ chờ đón Trần Lê Tấn Đạt hoặc Peng Sakada ở trận đấu chung kết võ sĩ của Thái Lan. Terawat, người đã có chiến thắng trước Vatana ở bán kết. Trận đấu đã trở lại, hy vọng rằng Trần Lê Tấn Đạt có thể kết thúc trận đấu với một chiến thắng. Võ sĩ của Campuchia sẽ phải thi đấu chủ động hơn. Một đòn đá chuẩn xác đến từ Trần Lê Tấn Đạt. Một đòn đá sẽ mang về điểm số cho Trần Lê Tấn Đạt. Chúng ta hãy chờ đợi quyết định từ phía trọng tài. Tình huống phản đòn rất hay của Trần Lê Tấn Đạt. Nhưng điểm số lại được tính cho vận động viên của Campuchia. Có thêm một điểm cho Peng Sakada. Có vẻ như đã có một đòn đấm chuẩn xác đến từ võ sĩ của Campuchia. Trần Lê Tấn Đạt đã bị ngã ra sân. Rất đáng tiếc dành cho võ sĩ của Việt Nam. Trước đó thì lợi thế nghiêng về Trần Lê Tấn Đạt. Với đòn đấm quá mạnh vừa rồi thì trọng tài đã phải đếm giây. Có vẻ như chiến thắng thuộc về võ sĩ của Campuchia. Một đòn đấm vào vùng mặt đã khiến cho Trần Lê Tấn Đạt không thể tiếp tục thi đấu. Rất đáng tiếc. Quả thực rất đáng tiếc. Trần Lê Tấn Đạt cũng đã tháo găng. Anh không thể tiếp tục thi đấu trong trận đấu bán kết. Rất đáng tiếc cho Trần Lê Tấn Đạt. Một trận đấu mà từng có thời điểm anh có được lợi thế trước Peng Sakada. Đòn đấm vào vùng mặt của Peng Sakada khiến cho Tấn Đạt không thể tiếp tục thi đấu. Một hình ảnh mà quả thực những người hâm mộ thể thao Việt Nam không hề muốn chứng kiến. Như vậy chính xác thì chấn thương của Trần Lê Tấn Đạt có lẽ là một chấn thương đến ở vùng đầu gối chứ không phải một chấn thương ở vùng mặt. Nhưng kết quả cuối cùng thì đó là việc Tấn Đạt đã không thể tiếp tục thi đấu. Tấn Đạt đang cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế với tổn thương ở vùng đầu gối. Rất tiếc cho võ sĩ của Việt Nam. Sau khi những võ sĩ khác ra sân thi đấu, Chu Văn Đức và Đỗ Thành Nhân đều đã phải dừng bước từ những vòng đấu, vòng loại hay vòng tứ kết. Thì Trần Lê Tấn Đạt đã xuất sắc có mặt ở bán kết. Tuy nhiên, đây là một chấn thương. Chấn thương ở vùng đầu gối, có thể một chấn thương dây chằng.
tấm vé vào chung kết sẽ thuộc về vận động viên của Campuchia. Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc cho võ sĩ của Việt Nam. Trước thời điểm nhận phải đòn tấn công từ phía Peng Sakada thì Trần Lê Tấn Đạt mới là người chiếm thế chủ động từ đầu trận. Anh sau khi bị dẫn trước 3-0 thì cũng đã có được những tình huống tấn công hiệu quả và được ghi nhận từ các trọng tài với 4 điểm liên tiếp. Tuy nhiên khi tỷ số 4 đều thì Trần Lê Tấn Đạt đã gặp khó. Chấn thương trong thể thao, điều mà các vận động viên và những người hâm mộ không hề mong muốn phải chứng kiến. Để thua trước Bình Sakada ở bán kết thì Trần Lê Tấn Đạt sẽ giành tới một chương đồng. Anh cũng sẽ không phải thi đấu trận tranh hạng 3. Với môn karate thì các võ sĩ dừng bước ở bán kết sẽ được nhận tới một chương đồng. Với tình thế hiện tại thì Trần Lê Tấn Đạt cũng không thể tiếp tục thi đấu. Tiếng chàng vỗ tay cổ vũ cho tinh thần của Trần Lê Tấn Đạt. Như vậy cả 3 vận động viên của U20 Việt Nam thi đấu trong buổi sáng ngày hôm nay, các võ sĩ nam đều đã không thể góp mặt ở chung kết. Chu Văn Đức dừng bước tại tứ kết hạng cân dưới 60kg. Đỗ Thành Nhân dừng bước ở vòng loại hạng cân dưới 84kg. Và Trần Lê Tấn Đạt thì sẽ dừng bước ở bán kết hạng trên 84kg. Quả thực với chấn thương vừa gặp phải thì quá khó để cho Trần Lê Tấn Đạt có thể tiếp tục thi đấu, cho dù thời gian của trận đấu vẫn còn. Như vậy, quyết định cuối cùng của các trọng tài là chiến thắng dành cho võ sĩ của Campuchia. Campuchia đã có mặt ở trận đấu chung kết cùng với Teawat, võ sĩ của Thái Lan. Campuchia ít nhất sẽ có được một tấm huy chương bạc tại hạng cân trên 84kg Kumite. Đối đầu với Peng Sakada vẫn còn rất nhiều thử thách bởi Teawat của Thái Lan, một võ sĩ rất mạnh hạng cân trên 84kg. Chúng ta đã chứng kiến những màn thể hiện của Teawat ở những trận đấu trước đó tại tứ kết và tại bán kết. Kết thúc các nội dung thi đấu ở vòng loại và các trận đấu bán kết ở các hạng cân hạng dưới 60kg, hạng dưới 75kg, hạng dưới 84kg và hạng trên 84kg, thì các trận đấu ở vòng chung kết và bán kết của các hạng cân còn lại tiếp tục diễn ra trong buổi chiều và buổi tối ngày hôm nay. Quý vị có thể tiếp tục đón xem những diễn biến hấp dẫn các môn thi đấu của SEA Games 32 trên cái ứng dụng của kênh sóng của hệ sinh thái thể thao của VTV Cup.
សូមជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាយើងនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ Cả trận đấu diễn ra trong buổi sáng hôm nay đã ghi nhận những thành công rất lớn thuộc về nhà Campuchia, các vận động viên của Philippines, của Indo, của Malaysia và các vận động viên của Thái Lan cũng đều góp mặt ở bán kết và chung kết các nội dung thi đấu của Kumite. Rất đáng tiếc với cũng như tới Việt Nam khi mà cả ba võ sĩ của chúng ta ra sân thi đấu, bước vào thi đấu trong buổi sáng hôm nay đều không có được những kết quả thực sự thuận lợi. Tiếc với chấn thương mà thầy Vân Đạt đã gặp phải. Thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi những thành công tiếp theo của Kumite Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở những diễn biến của các môn thi đấu tại SEA Games trong buổi chiều hôm nay, các môn thi đấu tiếp theo của Kumite.